Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với Anime Fighter. Gà anime đã quay trở lại trong cái tựa game gì đâu mà hiệu ứng tùm lum vậy. Hôm nay thì mình quay trở lại như tựa đề video bạn thấy ha. Chúng ta gọi là mình sẽ khô máu để mình theo đuổi cái tựa game Anime Fighter này bằng cách là mình sẽ tăng cái độ may mắn mình lên tối đa. Tối đa ở đây vẫn chưa là maximum nha. Tại vì trong tựa game này có chế độ trial ấy, và mình không biết là cái chế độ này nó tính thời gian như thế nào. Nhưng mà trước khi các bạn đi mở trứng, trước khi các bạn đi farm boss để treo máy thì tôi khuyên các bạn nên đi trial trước. Khi bạn tham gia trial này thì tất cả những cái boost của các bạn nó sẽ gọi là đóng băng lại. Và các bạn đi vô đây, các bạn đi farm này, nó vừa có tiền ha, và nó cho chúng ta những cái boost cộng thêm may mắn này, cho mình thêm tiền này, thêm kinh nghiệm cho con bet của mình này, cộng thêm sát thương. Tất cả những chỉ số bên góc phải này nó sẽ tăng lên. Lúc đó thì các bạn hãy đi tới những khu vực để bạn đi farm. Đây, chúng ta đang farm ở khu vực Gun ha, Tokyo Gun. Game này thì tầm một tuần sẽ cập nhật một lần, một tựa game phong cách Pet Simulator. Cho nên cái việc mà chơi game này nó rất là tốn thời gian. Từ hồi cập nhật cái chế độ upgrade này nè, các bạn thấy không, nó thống kê tất cả những thông số của mình. Như là playing time mình là 56 tiếng, số tiền kiếm được ha, số trứng mở được, tổng số lượng robot mình dành cho tựa game này. Khi mà chúng ta lên được cái phòng 48 thì mình sẽ mở thêm được một extra star, tức là chúng ta có thể mở một lần được 5 con pet. Do mình có mua game pass trong tựa game này khá nhiều nha, mà để chinh phục được cái phòng thứ 48 đó cũng là một cái quá trình rồi các bạn. Cái việc chúng ta đi với người khác thì mình không biết có dễ hay không, nhưng mà để solo một mình chúng ta lên được cái quay 48 cũng có bộ căng à. Có nhiều bạn hỏi mình là cách mà chúng ta có thể cày tiền nhanh trong tựa game này. Đơn giản thôi các bạn, các bạn phải treo máy thiệt là nhiều. Thì các bạn đã chơi được bao nhiêu tiếng rồi? Riêng mình là 56 tiếng. Cũng như là chúng ta cần phải có một cái team mạnh. Đây, do inventory. Có nhiều bạn rất là để ý nha. Bạn nói là anh có mua mấy cái con bằng robot ấy, 200 robot cho một con. Bây giờ đã mất tiêu rồi, mình xóa rồi các bạn à. Nó quá yếu đi, mình so sánh chỉ số á, thì nó không bằng những con pet hiện tại của mình. Do cái tựa game này thay đổi về cái cách tính kinh nghiệm, các bạn có thể vô cái phần index này để coi này. Con nào cao thì để lại, con nào thấp thì mình xóa đi. Và mình rất là tiếc khi phải xóa khoảng tầm 7-8 con robot. Và mình cũng nghĩ là cái vùng đất mới sau Tokyo Ghoul này có giá khoảng tầm 500 triệu sẽ được mở trong 1-2 ngày nữa kể từ khi video của tôi được đăng lên. Thì trước khi vào vấn đề video là mua hai game pass kia với giá là 2.700 robot ha, mình cho bạn coi sơ qua về cái này. Cũng là một cái tip để giúp bạn cày tiền nhanh. Đội hình các bạn phải mạnh, cũng như là khi bạn nâng cấp tập trung vào duy nhất một con cho mình thôi. Con nào các bạn thấy xịn sò nhất thì tập trung những cái con food vô một con duy nhất. Do chỉ số nó sẽ tăng dần lên, cái cấp số cộng sẽ tăng dần lên sau mọi cấp độ. Các bạn đừng có phân bố rải đều. Đây, chiến binh GM của mình sau khi mua game pass VIP cấp 82, đam là 410.000. Zenitsu cấp độ Shiny cấp 74, đam 170.000. Còn những con này là Kenny của khu vực Tokyo Ghoul, 170.000 ha. Như vậy tóm gọn lại chúng ta có 4 cách dễ hiểu nhất để mình có thể farm tiền nhanh. Đầu tiên, đi trial trước, dành thời gian đi trial trước để mình có búp tiền này, búp đam này, búp kinh nghiệm này, búp may mắn này. Cách thứ hai đó là chúng ta phải có đội hình mạnh. Cách thứ ba phải chơi lâu thôi, những tựa game thể loại này phải chơi lâu. Và cách thứ tư, khi có food nâng cấp tập trung vào duy nhất một con mà các bạn cho là mạnh nhất trong cái đội hình của mình. Hồi trước thì tôi đã có mua game pass này rồi, mà game pass này thì không có mắc tiền cho lắm, có 99 hay bao nhiêu thôi. 2.700 robot nếu các bạn lên murobot.vn. Một lần nạp tối đa là 250.000, nói cho các bạn 2.000 robot sau khi mà trừ 30%, chúng ta còn khoảng tầm 1.400. Nghĩa là nếu mà mua trên murobot.vn dịch vụ robot 5 ngày, chúng ta sẽ tốn khoảng tầm 500.000 để có được 2.700-2.800 robot. Chỉ số lucky hiện tại của tài khoản mình là 2.5 cộng 2.5. Sau khi mình mua game pass đầu tiên là super lucky giá 700 robot. Cũng hơi sót ha, nhưng mà thôi, sự nghiệp theo đuổi cái tựa game này. Mua. Ok, 700 robot đầu tiên. Nó cộng cho mình 2 điểm. 2 điểm lucky lần nha các bạn. Các bạn có thể treo máy trong tựa game này. Chơi game 100 tiếng thì nó cộng mình 0.5 điểm. Chơi tiếp 400 tiếng nữa là 500 tiếng thì nó cộng thêm 0.5 điểm nữa. Và các bạn đi trial á, có vẻ như là cộng 0.5 hay cộng 1 điểm gì đó trong mười mấy phút ấy. Thì đặc biệt game pass này ha, 700 robot, nó cho chúng ta cộng thêm 2 điểm. Và game pass chua lè nhất, 1999 Ultra Lucky, cho chúng ta một cái tỷ lệ lớn nè, Light Ingree to Chain Up Red Fighter. Hay dạ. Ok, mua. Wow, cộng tới 3 điểm luôn. Amazing. Nè, bây giờ tổng số lucky của mình là cao nhất từ trước tới giờ, chưa cộng trial nha, 7.5. Cộng thêm cái này nữa, cộng thêm cái này nữa, chắc là khoảng tầm 10 điểm ấy. Mình thấy một số YouTuber nước ngoài cộng 10 điểm. Mình định chừa tiền để cho cái phiên bản cập nhật tiếp theo mà thôi. Video này 2 tỷ rưỡi tiền, sẽ cùng mở xem mình có may mắn hay không. Khoan để mình coi cái tỷ lệ BT mình bao nhiêu. Ồ, một con Legendary luôn.
Tỷ lệ PT mình hiện tại đó là 1.750 trên 9.000. Là mình mở, nếu mà xui xui mở thêm 8.000 trứng nữa, chúng ta sẽ có được một con mythical. Bây giờ là không có ra được legendary, tại vì legendary nó quá cùi rồi. Nên nếu mà hết 2 tỷ rưỡi tiền mà chúng ta không ra được con mythical đi, thì tôi sẽ tập trung toàn bộ tiền, toàn bộ food á, vô chiến binh gà em. Tại vì chiến binh gà em với lại chiến binh Zenitsu bằng nhau. Nhưng mà hiện tại chiến binh gà em là chiến binh của tôi, nhân vật của tôi. Oh, legendary này. Nên tôi sẽ tập trung toàn bộ con food nâng cấp vô chiến binh gà em, hy vọng sẽ lên được cấp độ cao. Dừng một chút xíu nào, chúng ta sẽ coi là chiến binh gà em này nếu mà lên cấp 99. Cấp 99 ha, enter. 2,6 triệu đam, oh my god. Ghê. Rồi tránh mất thời gian các bạn, mình sẽ tua nhanh đoạn này và cho các bạn nghe một cái bản nhạc nha. Rồi thì vừa rồi bạn thấy ha, cái đoạn video mình tua coi bộ là mình không có được chiến lợi phẩm gì hết, được thêm 1.000 trứng này. PT của mình là 2.190 trên 9.000. Trên đây nó không tin gì luôn. Gắt về men, game này chua lè luôn bạn, chua nhức nách luôn á. Full slot luôn rồi, 450 slot mà coi bộ là không có gì hết trơn á. Legendary bây giờ thì nó dễ ra ha, tại vì tỷ lệ là 1.4%. Nhưng mà cái điều tôi cần á là ra được những cái con gọi là Shiny Epic cũng được nè, hoặc là Mythical nè, Shiny Legendary nè. Shiny Rare mình ra rồi. Shiny Rare thì nó không có xịn sò cho lắm. Chắc là chúng ta chỉ dừng tại đây thôi ha. Còn 1,6 mấy tỷ rồi mình tiếp tục kỳ tiền, tại vì khu vực mới nó cũng sắp ra rồi. Game này cập nhật mỗi tuần mà. Đây mình có Jackson Shiny cấp 72, đam là 95.000. Jackson bình thường đeo mặt nạ, còn Jackson Shiny thì không có đeo. Trời ơi, không có gì luôn. Toàn là những con cùi cùi như là Kaneki này kia này, Shiny này, Rabbit này. Một trong những tiếp cây tiền nhanh, nâng tất cả chỉ số các bạn có, những con food các bạn có vô con mạnh nhất các bạn đang sở hữu. Fill, select unlock, fill select. Tổng số kinh nghiệm mình cho được con gà em này là 1.31T lớn XP, lên cấp từ 82 lên 84. Ok, 510.000 dam, cũng được đấy các bạn ơi. Lần đầu tiên trong lịch sử Anime Fighter, tôi đã có được một chiến binh nửa triệu dam, 500.000 dam, 510.000 dam. Và không ai khác, đó chính là chiến binh gà em. Có bạn này cũng nhiệt tình ha, ok. Chào bạn bé bảo 123148 nha. Thì mình quay video mình không có chat với các bạn thường xuyên được, do mình tập trung vào cái nội dung ấy. Ok, video dừng tại đây nha, cảm ơn các bạn theo dõi. Đăng ký kênh nếu bạn thấy video thú vị. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo, xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi, chờ gì nữa. Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à, kỳ ghê á.